Cuối cùng cũng đã làm xong. Ăn sáng thôi. Lúc này Yến Diên Ninh để ý thấy chân trần của Nghi Nghi, vội vàng lấy giày cho Nghi Nghi mang vào. Cảm ơn anh Tư. Nghi Nghi, sao em lại đi chân trần thế này? Anh Tư ơi, sáng nay em thấy bụng khó chịu. Em vội vàng xuống, không kịp mang giày. Vậy dì Lưu có khỏe không? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Sao không thấy cô ấy đâu nhỉ? Em bảo dì Lưu về nhà trước rồi. Về nhà rồi à? Vậy thì những bữa sáng này không phải do em làm đấy chứ? Yến Hiền Quy với vẻ mặt không thể tin được nhìn Nghi Nghi. Đúng vậy, trời ơi, đây là đứa trẻ 4 tuổi sao? 4 tuổi chẳng phải còn đang chờ mẹ đút cơm sao? Anh đã là thiếu niên 12 tuổi rồi, còn không biết cách bật lửa nữa. Nghi Nghi, em 14 tuổi mà đã biết nấu ăn rồi sao? Không, là vừa tròn 4 tuổi. Giỏi quá, thật là giỏi. Yến Hiền Quy thật sự khâm phục. Lúc này quên hết những chuyện không vui hôm qua rồi. Cái gì? Nghi Nghi làm bữa sáng à? Gọi anh ăn cơm thì còn được, nhớ bảo anh nấu ăn. Trời ơi, không dám tưởng tượng, nhà bếp còn nguyên được không? Trước đây Nghi Nghi toàn tự nấu ăn à? Vâng, người nhà đều ăn cơm Nghi Nghi nấu ạ. Nhưng nếu mẹ làm việc về mà Nghi Nghi chưa nấu xong cơm thì sẽ bị đánh. Mẹ đánh rất đau, đau lắm. Có lúc Nghi Nghi còn bị đánh ngất đi nữa. Nghi Nghi vừa nói vừa dùng tay ôm chặt lấy mình, như thể giây sau sẽ bị đánh vậy. Ồ không, không phải. Là mẹ giả đánh người. Bây giờ mẹ rất thương Nghi Nghi. Chưa bao giờ nói to với Nghi Nghi. Hi hi, bây giờ Nghi Nghi rất thích mẹ. Nói đến Tô Thanh Nghĩa, Nghi Nghi cười rạng rỡ hạnh phúc. Mấy anh nghe Nghi Nghi nói đều cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Lần lượt cúi đầu xuống. Yên Vãn Ninh đi giày công chúa, với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, chậm rãi bước đến. Sao các anh lại ngồi cùng bàn ăn sáng với nó? Sao lại còn nói cười cười? Rõ ràng tôi đã làm theo cách gì Lưu dạy. Tại sao lại thế này? Hôm qua các anh không phải đã thấy Nghi Nghi kéo tôi xuống nước sao? Tại sao thế? Tại sao vậy? Các anh, Yến Vãn Ninh tức giận hét lên. Mấy anh đều ngẩng đầu lên. Bầu không khí vui vẻ bị phá vỡ như vậy. Vãn Vãn dậy rồi à? Mau đến ăn sáng đi. Đây còn là do Nghi Nghi tự tay làm đấy. Vãn Vãn, em không biết đâu. Khi anh ba nghe bữa sáng do Nghi Nghi làm, anh ấy ngạc nhiên lắm. Bây giờ anh ba còn bắt đầu khâm phục Nghi Nghi nữa. Đúng đúng đúng, tay nghề này sắp bằng dì Lưu rồi, ngon lắm. Nghe các anh khen ngợi. Nghi Nghi ngại ngùng cười, khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ. Trước đây tôi nấu ăn, làm việc nhà, bố mẹ chưa bao giờ khen ngợi tôi như vậy. Chỉ đánh mắng tôi khi tôi làm chậm. Bây giờ thế này thật tốt. Yến Tiêu Hòa nhận thấy sắc mặt Yến Vãn Ninh không được tốt, đoán ra nguyên do, vội nói. Đâu có như vậy, còn dám so với dì Lưu, tôi thấy nhiều lắm là có thể ăn được. Nghe vậy, Yến Vĩnh Phạm hoảng hốt nhìn Vãn Vãn nói. Đúng đúng, muốn bằng dì Lưu, con phải luyện tập thêm, ha ha. Yến Vãn Ninh vẫn im lặng không nói gì, đứng yên không nhúc nhích. Yến Tiêu Hòa nhanh chóng bước tới, định kéo cô bé lại. Chỉ nghe Yến Vãn Ninh bỗng hòa khóc lớn. Anh ơi, các anh không tin Vãn Vãn nữa sao? Tối qua thực sự là nó kéo em xuống nước mà. Anh không phải là không tin em, chỉ là chuyện đã qua thì thôi đi. Hồi nhỏ mấy anh ngốc này cũng hay đánh nhau lắm. Ngày mưa không phải vẫn cùng nhau chơi game sao? Vãn Vãn đừng giận nữa, để Nghi Nghi xin lỗi em. Sau này hai đứa thương yêu nhau nhé. Mấy anh không hẹn mà cùng liếc nhìn cậu ta. Nửa câu đầu nói ra, không nói còn hơn. Vốn rất vui vì các anh thích bữa sáng tôi làm, nhưng tại sao rõ ràng không phải tôi làm chuyện hôm qua? Các anh lại không tin tôi chút nào, thậm chí còn bắt tôi xin lỗi. Nghi Nghi không làm, Nghi Nghi không xin lỗi. Cứng đầu nhìn họ, đôi mắt to tròn đầy kiên quyết. Yến Vãn Ninh lập tức như nắm được thóc, nói với các anh ơi, các anh xem Nghi Nghi kìa, nó đến giờ vẫn không chịu nhận lỗi. Hừ, em không muốn tha thứ cho nó. Không muốn, không muốn. Thấy vậy, Yến Diên Ninh bên cạnh nhịn đến mặt đen. Yến Vãn Ninh, em đủ rồi đấy. Mấy anh đều trợn tròn mắt, khó tin nhìn Yến Diên Ninh. Yến Vãn Ninh sợ hãi kêu lên, có phải Nghi Nghi kéo em xuống nước không? Em tự biết rõ, em thật sự nghĩ là không ai thấy sao? Yến Định Dương và Yến Vĩnh Phạm lập tức hiểu ra đôi chút, cau mày nhìn Yến Vãn Ninh. Yến Vãn Ninh lập tức hơi hoảng, nước mắt đọng lại trên má, cả người đờ đẫn. Anh Tư ký anh là gì? Hừ, lời của Nghi Nghi các anh có thể không tin, lời của em các anh cũng có thể chọn không tin. Nhưng em vẫn phải nói vài câu cho Nghi Nghi. Anh ta lạnh lùng nhìn qua Yến Vãn Ninh, rồi thất vọng nhìn qua các anh em không chịu phân biệt. Tối qua em đi dạo trong sân, em tận mắt thấy không phải Nghi Nghi đẩy Vãn Vãn xuống nước, mà là Vãn Vãn đẩy Nghi Nghi xuống nước. Anh Tư, lời này anh không thể nói bừa. Anh Tư nghiêm túc vậy, lẽ nào thật sự là Vãn Vãn đẩy người? Anh ba cũng nghĩ em nói bừa sao? Thôi em cũng không muốn nói nhiều, các anh tự suy nghĩ kỹ đi. Nghi Nghi ăn no chưa? Ăn no rồi, anh Tư dẫn em đi. Nói xong anh ta liền bế Nghi Nghi lên. Sau khi Nghi Nghi và Yến Diên Ninh đi, mấy anh em còn lại cũng đều sững sờ. Sao em Tư vốn thích cô độc lại yêu thương Nghi Nghi như vậy? Lẽ nào Vãn Vãn thật sự? Anh Tư tại sao lại nói ra những lời đó? Rõ ràng hôm qua tôi thấy xung quanh không có ai, mới đẩy Nghi Nghi.
Tại sao anh Tư lại biết? Lẽ nào anh Tư thật sự nhìn thấy? Tại sao anh Tư lại quát Vãn Vãn? Các anh thấy em gái khóc thành ra này, không nhịn được liên tưởng. Mấy anh vừa an ủi Yến Vãn Ninh, vừa suy ngẫm lời Yến Diên Ninh vừa nói. Làm sao Vãn Vãn lại làm vậy được? Nhưng em Tư cũng không có lý do đổ oan Vãn Vãn. Vãn Vãn, anh hỏi em có phải em đẩy Nghi Nghi xuống nước không? Yến Vãn Ninh bị hỏi đến bối rối, bắt đầu vô lý. Anh cũng không tin Vãn Vãn nữa sao? Em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Em ghét anh. Yến Vãn Ninh chưa nói hết đã vừa khóc vừa chạy đi. Em không tin Vãn Vãn từng làm chuyện như vậy. Từ nhỏ Vãn Vãn đã đáng yêu ngoan ngoãn, chưa từng làm chuyện vu oan lừa dối. Nhưng anh Tư cũng không cần phải nói dối chúng ta. Em cũng không nói anh Tư nói dối. Có lẽ là anh Tư nhìn nhầm. Dù sao em cũng không tin Vãn Vãn đẩy Nghi Nghi xuống nước. Mọi người đều không biết nên tin ai. Một bên là em gái mình yêu thương, một bên là anh Tư vốn luôn thành thật. Vậy anh đi xem Vãn Vãn trước. Vãn Vãn, anh hai đây. Anh cũng đến để chất vấn Vãn Vãn sao? Ngoan nào Vãn Vãn, làm sao anh hai lại không tin em được? Các anh đều nghĩ, chắc là Nghi Nghi vô ý ngã xuống nước. Đúng lúc anh Tư nhìn nhầm. Hi hi, Vãn Vãn biết các anh sẽ tin Vãn Vãn mà. Nhưng mà, Nghi Nghi dù sao cũng là em gái chúng ta. Vãn Vãn có thể quên chuyện này đi. Và đối xử tốt với Nghi Nghi được không? Thấy vậy, Yến Vĩnh Phạm lại kiên nhẫn dỗ dành. Trước đây cô ấy đã chịu nhiều khổ ở thôn Vân. Không phải hôm nay Nghi Nghi làm bữa sáng sao? Còn chưa biết nhà họ Vân đã ngược đãi Nghi Nghi thế nào. Không thì sao tuổi nhỏ đã biết nấu ăn được? Nghĩ đến sự độc lập và hiểu chuyện của Nghi Nghi, Yến Vĩnh Phạm cũng có chút xót xa. Nên anh hai hy vọng Vãn Vãn và Nghi Nghi có thể đối xử tốt với nhau, để Nghi Nghi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Vãn Vãn có thể đáp ứng anh hai không? Di Lưu nói phải tỏ ra hiểu chuyện trước mặt bố mẹ và các anh, chứ không thì tôi không chịu ấm ức đâu. Được thôi anh hai. Đúng là Vãn Vãn của chúng ta ngoan nhất. Anh Tư, anh đã thấy rồi. Là chị ấy đẩy Nghi Nghi đúng không? Ừ Nghi Nghi. Anh Tư phải xin lỗi em, xin lỗi. Tại sao anh Tư lại phải xin lỗi Nghi Nghi ạ? Tối qua anh Tư đã không đứng ra nói giúp Nghi Nghi. Nghi Nghi không trách anh Tư sao? Nhưng anh Tư đã mang nước cường cho Nghi Nghi, còn nóng hổi nữa. Nghi Nghi biết. Anh Tư sợ dù có nói sự thật, các anh khác cũng vẫn thiên vị chị ấy. Nên Nghi Nghi đã rất cảm ơn anh Tư rồi. Nhìn đứa bé hiểu chuyện trước mặt, Yến Diên Ninh cảm thấy đau lòng. Tôi thật không tưởng tượng được Nghi Nghi đã lớn lên trong một gia đình như thế nào, mới trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Em mới 4 tuổi thôi, Nghi Nghi còn biết các anh chị thực ra không chào đón Nghi Nghi. Vì sau khi Nghi Nghi về, chị Vãn Vãn luôn không vui. Nghi Nghi nói, đôi mắt long lanh trở nên u ám. Nhưng Nghi Nghi vẫn rất vui, có thể có một gia đình của mình, có bố mẹ ông bà. Họ đối xử với Nghi Nghi rất tốt, rất tốt. Nghi Nghi cảm thấy như vậy đã rất mãn nguyện rồi. Thấy Nghi Nghi dễ thỏa mãn như vậy, Yến Diên Ninh đau lòng vô cùng. Nghi Nghi ngốc ơi, đây vốn là những gì em đáng được hưởng. Nhưng Nghi Nghi có một điểm nói sai rồi. Không phải tất cả các anh đều không chào đón Nghi Nghi đâu. Anh Tư rất thích Nghi Nghi mà. Hi hi, cảm ơn anh Tư. Hay là về thôn Vân đi. Dù có bị đánh, cũng không suốt ngày bị oan ức thế này. Dì Lưu, cuối cùng dì cũng về rồi. Sao thế Vãn Vãn cưng của dì? Dì Lưu ơi, chuyện con đẩy Nghi Nghi xuống nước bị anh Tư nhìn thấy rồi. Bây giờ phải làm sao đây, phải làm sao? Lúc đó tôi thấy Nghi Nghi một mình ngồi bên hồ, không thể Yến Diên Ninh ở đó, nên tôi mới dám bảo Vãn Vãn đi đẩy Nghi Nghi. Sao lại trùng hợp thế? Thấy Yến Vãn Ninh vẻ mặt lo lắng sợ hãi, Lưu Doanh vội vàng an ủi. Chắc chắn là Nghi Nghi giả vờ đáng thương trước mặt anh Tư, dùng lời ngon tiếng ngọt để làm anh ấy mềm lòng, nên anh Tư mới tin lời nó. Còn thương hại nó, tuổi nhỏ đã phải học nấu ăn, không ngờ tâm địa lại xấu xa thế. Vậy bây giờ Vãn Vãn phải làm sao đây dì Lưu? Cứ thế này, các anh sẽ bị cướp mất. Yến Vãn Ninh lo lắng nhìn dì Lưu, trong mắt dì Lưu lóe lên tia độc ác. Vãn Vãn đừng lo, dì có cách hay. Lần này chắc chắn sẽ khiến các anh đều thất vọng với Nghi Nghi, ghét bỏ Nghi Nghi. Thật đà dì Lưu, con nghe dì nói đây. Ha ha ha. Chị ơi, chị tìm Nghi Nghi có việc gì không ạ? Chị ngày nào cũng muốn hại tôi. Hôm qua tôi đã nghĩ kỹ rồi, sau này gặp chị tôi sẽ tránh thật xa. Nhưng sao hôm nay chị lại chủ động tìm tôi thế? Nghi Nghi với vẻ mặt không chào đón, Yến Vãn Ninh lập tức hơi tức giận. Nghi Nghi, phản ứng của em như vậy là có ý gì? Hôm nay chị có lòng tốt đến chơi với em đấy. Chắc em đến nhà chưa được đi dạo kỹ đúng không? Ngoài sân có một vườn cây ăn quả, bên trong có rất nhiều trái cây. Em có muốn đi xem với chị không? Nhớ lại những chuyện Yến Vãn Ninh đã làm với mình, Nghi Nghi do dự. Em có ý gì vậy? Chuyện rơi xuống nước lần trước không phải đã qua rồi sao? Hừ, chị đã nể mặt anh hai mới đồng ý đối xử tốt với em đấy.
Nghi nghi nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, lập tức cảm thấy có cơ hội, lại thêm một chút nỗ lực. Bố mẹ cũng bảo chúng ta phải đối xử tốt với nhau mà. Chị đã nhượng bộ rồi. Em còn muốn như vậy nữa sao? Chẳng lẽ em muốn làm bố mẹ buồn lòng? Nhớ đến tâm ý của bố mẹ mong mình hòa thuận với anh chị, Nghi nghi cắn răng, đồng ý với Yến Vãn Ninh. Được rồi, đúng như gì Lô nói. Nhắc đến bố mẹ là nó sẽ cắn câu thôi. Vậy nhanh đi thôi. Đây rồi. Nghi nghi, em đã sống ở thôn Vân một thời gian phải không? Vậy chắc em rất giỏi trèo cây nhỉ? Nghi nghi cũng không giỏi lắm đâu. Em có thể trèo lên đó hái xoài cho chị được không? Nhưng có vẻ hơi cao đấy. Nghi nghi sợ sẽ nguy hiểm. Hay là tìm người lớn đến thì hơn? Không mà không mà, chị muốn ngay bây giờ. Nghi nghi, em tốt nhất rồi. Nếu Nghi nghi giúp chị hái, chị sẽ rất thích Nghi nghi đấy. Chị cũng sẽ nói với các anh là Nghi nghi tốt thế nào. Như vậy mọi người sẽ đều thích Nghi nghi. Thật à, các anh chị đều sẽ thích Nghi nghi sao? Vậy chắc bố mẹ biết sẽ rất vui à? Được rồi Nghi nghi, bây giờ đi hái nhé. Nghe gì Lưu nói Nghi nghi và Vạn Vạn cùng đi vườn cây. Anh em mình mau đến đó thôi. Mỗi lần họ ở riêng với nhau đều có chuyện. Bốn anh em nhanh chóng chạy đến vườn cây. Vãn Vãn, Nghi nghi, các em đang làm gì vậy? Tiếng gọi của Yến Tiêu Hòa làm Nghi nghi sợ hãi trượt chân ngã xuống. Lúc ngã còn kéo theo mấy cột xoài rơi xuống. Trong đó một cột xoài to rơi thẳng vào mặt Yến Vãn Ninh. Vãn Vãn, em không sao chứ? Mấy anh vội vàng hỏi han. Vãn Vãn quay lại nhìn Nghi nghi. Sao em lại trèo lên cây thế? Nguy hiểm lắm đấy. Em tưởng đây là thôn Vân à? Cứ trèo lung tung. Sao em hái rơi chúng Vãn Vãn rồi kìa? Chị bảo Nghi nghi hái xoài cho chị mà. Vãn Vãn không có. Vãn Vãn còn bảo em ấy không được trèo cây. Là em ấy không nghe lời. Chị vừa nãy rõ ràng không nói thế. Sao lần nào chị cũng vậy? Khác hẳn với lúc nãy nói. Chị lại lừa em. Em còn muốn nói dối nữa à? Em không biết Vãn Vãn dị ứng xoài sao? Làm sao cô ấy có thể bảo em hái xoài cho cô ấy được? Dị ứng xoài ừ, Nghi nghi không biết. Vậy em còn gì để nói nữa? Em còn muốn vu khống là Vãn Vãn bảo em hái không? Ban đầu anh còn hơi đồng cảm với những gì em trải qua ở thôn Vân. Đã định chấp nhận em rồi. Bây giờ xem ra bản tính em là vậy. Em không xứng làm em gái chúng ta. Giờ anh muốn em lập tức xin lỗi Vãn Vãn. Anh Tư không có ở đây. Không ai tin lời Nghi nghi nói nữa rồi. Nghi nghi, lần này em thật quá đáng. Vãn Vãn không thể nào bảo em hái xoài cho cô ấy được. Ban đầu anh còn tin những chuyện trước đây đều là hiểu lầm. Nhưng bây giờ em bảo chúng anh làm sao tin em đây? Những việc em không làm, kiên quyết không thể nhận lỗi được. Nghi nghi không sai. Việc không làm tại sao Nghi nghi phải xin lỗi? Các anh không cần Nghi nghi, Nghi nghi cũng không cần các anh nữa. Khuôn mặt nhỏ cứng đầu của Nghi nghi hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô không muốn ở lại nơi oan ức này. Họ không hề chào đón cô. Nghi nghi muốn về thôn Vân. Dù có bị đánh, cũng không suốt ngày bị oan ức thế này. Nghi nghi, Nghi nghi, em ở đâu? Anh Tư biết không phải em làm. Em mau trả lời anh Tư đi. Tiếp theo tập trước, các anh có thấy Nghi nghi không? Tôi tìm khắp nơi không thấy cô ấy. Nghi nghi không có ở đây, nghĩa là sao? Nhìn vẻ mặt của mấy người anh em, Yến Diên Ninh có linh cảm không hay. Các anh đã làm gì Nghi nghi? Cô ấy đi đâu rồi? Cô ấy đi rồi. Một đứa trẻ 4 tuổi có thể đi đâu được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bỏ đi? Nhìn vẻ lo lắng của em Tư, anh cả Yến Định Dương nói một cách chắc chắn. Mấy đứa em nói với tôi, cô ấy đã học được thói xấu ở làng Vân. Thích trèo cây, trèo lên cây xoài trong vườn để hái xoài. Xoài còn rơi trúng Vãn Vãn, lại sợ chúng tôi trách mắng. Đã nói dối rằng Vãn Vãn bảo cô ấy đi hái. Gì cơ, anh Tư, lần này anh không thể bênh vực nó nữa. Chúng ta đều biết Vãn Vãn dị ứng với xoài. Làm sao Vãn Vãn có thể bảo nó đi hái? Làm sai còn không chịu nhận lỗi, còn nói không cần anh trai nữa. Nói xong rồi bỏ chạy. Tôi không thể tin được các anh em mình lại không coi trọng em gái ruột như vậy. Để một đứa trẻ bỏ đi mà không ai lo lắng đi tìm. Vậy các anh cứ để nó đi. Không giữ lại à? Một đứa nhỏ có thể đi đâu được? Chắc chắn đang trốn ở một góc nào đó trong nhà. Nó sẽ tự ra thôi. Còn muốn chúng tôi đi mời nó về sao? Nói nữa, một đứa nói dối như vậy không về là tốt nhất. Yến Tiêu Hòa, em nói chuyện phải tôn trọng một chút. Yến Diên Ninh tức giận đến bốc khói. Thật muốn cho em nằm một cú đấm ngay lập tức. Chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, em đã vội vã cả cho Nghi nghi cái mũ nói dối. Rốt cuộc ai bênh vực ai? Nói xong Yến Diên Ninh liếc nhìn Yến Vãn Ninh. Em không phải muốn bằng chứng sao? Bây giờ mọi người cùng đi xem camera giám sát. Camera giám sát gì? Không có bằng chứng chắc chắn. Các người đã kết tội Nghi nghi như vậy. Các người không thấy quá đáng sao? Đúng đúng đúng, anh nhớ ra rồi. Có một camera ở gần cây xoài. Chúng ta đi xem ngay bây giờ. Được, vậy thì đi xem. Nếu sự thật đúng như chúng tôi nói, con nhóc đó về mà không xin lỗi Vãn Vãn cho tử tế, em sẽ là người đầu tiên không cho nó vào cửa. Em chưa đủ tư cách. May mà dì Lưu còn để lại một tay.
đã xử lý với camera giám sát từ trước. Mọi người bận rộn một hồi với camera giám sát. Hóa ra camera có thể quay được vườn cây đã hỏng. Anh Tư, anh nói tính sao đây? Camera giám sát đều hỏng rồi. Chắc là có người sợ sự việc bị phát giác nên đã xử lý với camera từ trước phải không? Ai làm tay chân vẫn chưa biết được. Yên Diên Ninh bình tĩnh lại suy nghĩ. Anh cả, anh còn nhớ không? 3 năm trước chúng ta tự trồng một cây đào để hái quả, nhưng phát hiện tất cả đào đều biến mất. Sau đó chúng ta đã lắp một camera giám sát nhỏ, còn làm ẩn trong vườn cây. Ngay cả bố mẹ cũng không biết có camera đó. Anh Tư, anh lại định giở trò gì đây? Em Lâm, lúc đó em mới chưa đầy 4 tuổi, nên chưa biết chuyện này. Vậy thì đi xem thử. Vừa hay cây đào đó ở gần cây xoài nghi nghi hái, có thể thu được âm thanh. Đúng sai sẽ rõ ngay khi kiểm tra. Hai em đừng cãi nhau nữa. Nghe nói còn có camera khác. Lưu Doanh lập tức hoảng hốt, ra hiệu cho Yến Vãn Ninh ngăn cản họ. Anh, Vãn Vãn thấy không cần thiết nữa. Vãn Vãn là chị, nên nhường nhịn nghi nghi. Lần này anh Nam không thể chiều nghi nghi được. Em coi nó là em gái, nhưng nó chưa chắc đã vậy. Hơn nữa nếu không làm rõ sự thật, anh Tư cũng không chịu chấp nhận thực tế. Anh Tư, anh mau mở đoạn video đi. Yên Diên Ninh thao tác trên máy tính một hồi. Mọi người thấy camera độ phân giải cao, nghe thấy cuộc đối thoại rõ ràng. Mọi người ngớ người ra, đặc biệt là Yến Tiêu Hòa, cảm thấy như bị tát vào mặt. Bây giờ phải làm sao đây? Tuyệt đối không thể để vợ chồng lão Yến biết chuyện này. Bây giờ các người còn gì để nói nữa không? Thật là quá đáng, để nghi nghi một mình bỏ đi. Bây giờ tôi phải đi tìm nó về. Yên Diên Ninh tức giận nói vài câu, rồi chạy ra ngoài đi tìm nghi nghi. Em Tư, em quay lại đây. Yên Diên Ninh không đếm xỉa đến tiếng gọi của anh, chạy thẳng đi luôn, để lại mấy anh em và Vãn Vãn. Mọi người nhìn nhau, nhíu mày lo lắng, không biết phải làm sao. Vãn Vãn em. Yên Vãn Ninh thấy sự việc bại lộ, hết cách, và khóc lớn. Ánh mắt bối rối của các anh khiến cô ta sợ hãi. Yên Vãn Ninh khóc chạy về phòng. Anh cả, giờ phải làm sao? Cùng đi tìm thôi. Gặp em Tư thì phải đưa em ấy về bằng được. Sức khỏe của em ấy không chịu nổi đâu, ngày nào cũng toàn chuyện. Thôi được, chúng ta chia nhau đi tìm Nghi Nghi. Nghi Nghi, em ở đâu? Anh là anh Tư đây. Anh Tư đến tìm em đây Nghi Nghi. Yên Diên Ninh đi dọc nhà họ Yến và gọi. Nghi Nghi xinh xắn thế, nếu gặp bọn bắt cóc thì làm sao? Anh hai, đã tìm thấy Nghi Nghi chưa? Chưa, còn em Tư thì sao? Cũng chưa. Trời mưa này chắc sẽ càng lúc càng to, phải nhanh đưa họ về. Vậy gọi chú Mục lái xe ra đón đi. Anh hai nhìn kìa, là em Tư. Chú Mục nhanh lái qua đó. Em Tư, em về trước đi, sức khỏe vừa mới hồi phục một chút, cứ thế này sẽ bị ốm mất. Đã tìm thấy Nghi Nghi chưa? Chưa. Không tìm thấy Nghi Nghi làm sao em về được? Mưa to thế này, Nghi Nghi không biết có gặp chuyện gì không. Em xem mình bệnh thành ra sao rồi, lại muốn mẹ phải lo lắng sao? Em về trước đi, việc tìm người cứ để chúng anh. Chú Mục, đưa em Tư về đi. Yên Diên Ninh bị ba người cưỡng ép đẩy lên xe. Vãn Vãn, mở cửa, dì Lưu đây. Dì Lưu, không phải nói đã làm hỏng hết camera sao? Tại sao vẫn còn sót lại? Bây giờ các anh đều biết Vãn Vãn nói dối họ rồi. Liệu họ có ghét Vãn Vãn không? Nếu các anh nói với ông bà, Vãn Vãn có phải sẽ bị gửi đến trại mồ côi không? Bố mẹ có còn muốn Vãn Vãn nữa không? Vãn Vãn xin lỗi, là dì Lưu sơ suất. Dì Lưu cũng không biết sao lại có camera đó. Nhưng Vãn Vãn à, sau này cháu nhất định phải nghe lời dì Lưu. Nghe đến đây, Yến Vãn Ninh ngừng khóc. Tuyệt đối không được để ông bà biết chuyện này, biết chưa? Nhưng mà, các anh đã xem camera rồi. Chuyện này phải nhờ Vãn Vãn, đúng, phải nhờ Vãn Vãn. Vãn Vãn phải nói với các anh, em làm vậy là vì quá sợ các anh cũng sẽ như bố mẹ, bị Nghi Nghi cướp mất. Nhất định phải nhấn mạnh, Vãn Vãn là vì quá sợ mất các anh. Các anh nghe xong sẽ mủi lòng, chắc chắn sẽ giấu ông bà giúp Vãn Vãn. Vãn Vãn nhớ kỹ rồi.